Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Tôi let play S game. Ca từ nữa Pemben Chu vs Chocho Chalet Chu. Ok, first play. Giờ Chocho Chalet nào. Đây phiên bản 51 kiểu chơi trên Mobi nhá các bạn nha. Ok, mình sẽ chạy lên trên đây để tiến hành làm những nốt nhiệm vụ để tiêu diệt con boss nha. Ok, bắt đầu chiến đấu với con Chocho Chalet nào. Ok, sẽ tìm nó nào các bạn. Ok, sẽ giết con Chocho Chalet này, nó đang đuổi mình. Ok, mình cứ quay lại. Ok, nó đã chạy đâu rồi? Ok, sẽ tìm được chút chút lại. Đây là cái nâng cấp trên tàu nha. Oh. À, đã bắn vào đầu nó rồi. Trượt mất. Ok, mình sẽ tay đấu lại nha các bạn nha. Okay, mình sẽ lên lại tàu. Ô, tàu đang di chuyển sang chỗ khác rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang Chocho Chalet Chu. Ok, vẫn lấy nào. Easy. Ok, waiting for the game. À, đây rồi. Chocho Chalet. Ok, chạy mau. Oh, nó đuổi. Đi start nào. Mình cứ chạy thử cái cây nhá các bạn ơi. Ok, mình sẽ di chuyển cho chỗ khác, nó đang đuổi. Ôi, vẫn không kịp. Ok, win rồi. Ok, mình sẽ phiên chơi phần khó hơn nhé các bạn nha. À, đây là nó lại cho một map khác.
nó chết nhanh thật. Ok, mình sẽ chuyển sang Honor Chain. Ok, the new game. Ok, mình nhập những vật phẩm. Ok, mình sẽ lên tàu nhé. Để tăng hết độ sáng lên nào. Để tìm con Chocho cho nét nào. Không biết nó nấp ở trong bóng tối các bạn. Để xem nó đang nấp đâu nhá các bạn nha. Mình sẽ bắn đi. Nó vẫn chưa xuất hiện này. Đâu rồi, vẫn chưa thấy nó ra. Vẫn chưa thấy nó ra. Đây, mình sẽ lấy cái phao cháp này. Mình sẽ lên lại tàu nhé. Mọi lần là nó ra nhanh lắm mà bây giờ vẫn chưa thấy nó ra các bạn. Ok, đây có một cái nhà mình sẽ xuống. Ô trời mưa rồi. Mình sẽ lên lại tàu đi. Con chưa tôi toilet vẫn không thấy nó đâu rồi. Ok, mình sẽ xuống nhà này lấy thêm vật phẩm. Ok, mình sẽ lấy cái phao cháp này. Hôm nay tự dưng không thấy con chua chà len nó hiện rồi các bạn. Ok, tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Garten of Pemben. Ok, mình sẽ chơi new game luôn nhé các bạn nha. Mình sẽ chơi từ đầu luôn. Ok, cùng vào game nào.
Ok. Mình đầu tiên mình sẽ đi lấy cái thẻ này nhá các bạn nhá. Sau đó mình sẽ đi vào trong cánh cửa này rồi chọn vào cái hộp này để mở ra một cánh cửa mới. Và đây mình sẽ lấy cái remote này nhá để điều khiển cái đĩa bay này. Ok, trước tiên sau đó mình sẽ sang đây lấy hai cục battery drive rồi với những cục pin ấy. Ok, tiếp theo sau đó mình sẽ đĩa bay nó đã ra rồi, mình sẽ gọi cho đĩa bay em. Ok, bấm chuột phải và cho nó bay vào đây nhé các bạn nhé. Ok, cho nó bay vào cái nút đỏ kia. Sau đó mình sẽ sang nút đỏ này tiếp nha. Ok. Đấy. Ok, con Obila kìa. Nó thấy mình nó chạy rồi còn luôn. Mình sẽ mở điện ở đây nhá. Ok, mình sẽ đi thu thập trứng. Đây có một quả trứng nè. Thu thập trứng để cho vào con Opela bớt này. Tiếp theo đây có một quả nữa này. Và sau đó mình sẽ lên đây. 3 quả rồi. Đây còn một quả nữa này. Sau đó mình sẽ bật mở ở đây. Sau đó mình sẽ sang gốc cây đây nhá. Đây có một quả nữa. Và sau đó ngay cái bàn này sẽ có một quả nữa nhá các bạn nhá. Okay. Đây, ở trong đây có một quả, mình sẽ cho máy bay đập vào cái này để thì nó mới bay được ra nhé. Ok. Ok, mình đã lấy xong, mình sẽ tiếp tục cho quả trứng vào con Opila bớt này. Ok, vậy xong. Con này nó sẽ nhả ra một cái thẻ màu vàng. Và mình sẽ lấy cái thẻ màu vàng này nhé các bạn nhé. Ok, đã được một cái thẻ màu vàng. Ok, mình sẽ chơi đến đấy rồi. Hẹn các bạn, mình sẽ chơi sau ở phần sau nhé. Tiếp theo mình sẽ cắt từ nở bên bên chu. Ok, bật lên nào. Ok, sẽ đi bắt đầu đi nào các bạn. Mình sẽ đi thu thập những cái hộp kia nhé. Phải đi thu thập 20 cái hộp. Đây, thu thập cái hộp này tiếp nhé các bạn nhé. Đã được 2 cái rồi. Thế là mình sẽ vào đây. Đây có một cái hộp nữa.
sau này di chuyển hơi khó một tí các bạn. Và dưới đây có một cái hộp màu đỏ. Sao không được phức tạp này nhỉ? Phải đi lấy những cái hộp màu xanh thôi, màu đỏ sẽ không lấy được. Nó đã xuất hiện rồi. Chạy mạng. Oh no. Theo mình sẽ chua chua cho led nào. Tiếp một trò chua chua cho led ở trên Bubi. Phải cần mạng. Mình sẽ mở mạng lên nhé. Chua chua cho led truyền Suvivan. Ok, vừa lên nào. Ok. Mình sẽ làm cho anh đã đi xong điều bên kia. Trò này di chuyển hơi khó một chút. Này, xem lấy vật phẩm gì đây nào. Thế sau đó sẽ mở cửa này nè. Chốt. Trò này cũng không hay lắm, mình sẽ chuyển sang chua chua truyền. Vừa lấy nào level on. Đây rồi, trò này giống tựa game chua chua truyền. Mình sẽ bật cái này lên á. Đây rồi, bắn. Nó đi cạn luôn rồi. Try again. Vẫn thua các bạn.
Vẫn thua. Ok, mình sẽ chuyển sang chơi Blackjack, Blue Time. Ok, waiting for loading game in Zuni map now. Ok, đã vào game rồi. Waiting for loading và layer. Okay, waiting for loading game. Okay, mới được 4 người chơi các bạn ạ. Còn thêm 3 người chơi nữa. Ok, đã có file chuộc xe vườn. Còn chờ thêm 2 người chơi nữa các bạn nhé. Nhưng mà nếu có sự tin đẹp á. Ok, game starting nào. Lần này mình hóa thân thành con mod các bạn. Bushi em hút đi. Ok, Mumi này. Mình sẽ chọn Bushi Bu nè. Ok, quá trình con lát đường đẹp. Ok. Ôi, map này map mới nhỉ. Mình chưa chơi map này bao giờ. Ok, sẽ đi tìm người chơi nhé. Vẫn là cái map cũ. Mình chạy ra ngoài nhé. Ok, sẽ bắt nó cho vào đây. Ok, bắt được một người chơi, tiếp theo mình bắt người khác nha.
Ok. Tự dưng nước này bị đơ. Nó không thể di chuyển này.